Khách sạn huyền bí 2. Welcome, welcome. Vậy bà sẽ tìm thấy con. Khó lắm, rồi nó bị bóp không được. Cảm ơn ba. Y như lúc ba nấu cho con khi con còn nhỏ, món con thích nhất. Về để em vuốt cái đầu xù cho mày. Ta sẽ dạy cho dốc cách biết. Trời ơi, chú ý cái này cái quên cái kia. Mavi. Với Yến Mạch say với mơ, sau khi tắm thông thì tắm thông. Lần đầu tiên tham gia lồng tiếng thì cảm xúc rất là tuyệt vời, nhưng mà nó không bằng là mình được lồng tiếng cho một cái vai cho một bộ phim hoạt hình mà mình cực kỳ yêu thích. Một cái vai rất là ngây ngô, dễ thương, và càng làm tăng thêm cái cảm xúc của Thắng khi mà Thắng được cùng tham dự cái dự án này cùng với mọi người. Cảm xúc rất là tuyệt vời. Con sắp được làm ba. Là con trai, là con trai. Dòng máu đất của là được thừa kế rồi. Ba, răng thằng bé là răng sữa, răng năm dĩa đây chứ, nó không phải là quái vật. Ngoài kêu la hét giữa đêm, hơi mau tươi chạy thêm đi nào. Ta không nói, ple ple ple. Hãy ra rạp vào ngày 25 tháng 9 để thưởng thức Khách sạn Huyền Bí 2 nha. Mời tất cả quý vị, ngày 25 tháng 9, hãy ra rạp và xem bộ phim Khách sạn Huyền Bí 2 nhé. Ple ple ple. Vợ nghe thiệt vậy trời. Khởi chiếu 25 tháng 9 2015 với định dạng 2D và 3D.